đánh bài qua mạng bị thua, nam sinh giết người để cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Vàng Như Tê khai nhận do chơi đánh bài đổi thưởng qua ứng dụng Go88 bị thua nên giết người để cướp tài sản. Ngày 20 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vàng Như Tê, sinh năm 2006, trú tại bản Sa Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, về hành vi giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, ngày 17 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lò Văn N, sinh năm 1988, trú tại bản Cẩm Trung 1, xã Mường Than, huyện Than Uyên, bị một người lạ mặt dùng dao khống chế và cắt vào cổ gây thương tích nặng. Sau khi gây án, người này bỏ trốn khỏi địa phương, còn anh N được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. Nhận được báo cáo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì phối hợp với Phòng PC09 Công an huyện Than Uyên cùng các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh và truy bắt nghi phạm gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ tập trung xác minh, ra soát, sàng lọc các thanh thiếu niên hư có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm gây án là Vàng Như Tê. Đến hồi 16 giờ 30 phút, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Than Uyên đã truy bắt được Vàng Như Tê, khi nghi phạm đang trên đường bỏ trốn về hướng huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan điều tra, Vàng Như Tê khai nhận do chơi game đánh bài đổi thưởng qua ứng dụng game Go88 bị thua nên giết người để cướp tài sản. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Khải Huy, Báo Bảo vệ Pháp luật.